Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy nổi tiếng về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người xưa có câu, có công mài sắt, có ngày nên kim. Vì vậy, trong cuộc sống ngày nay, chỉ cần bạn cố gắng nỗ lực, phấn đấu thì chắc chắn sẽ chạm đến đỉnh cao của sự thành công. Trời sinh mỗi người một số mệnh, không phải ai vừa ra đời cũng được thừa hưởng sự giàu sang phú quý, mà thay vào đó, họ phải trải qua nhiều thử thách mới đạt được điều mà mình mong muốn. Liên hệ với tử vi, các nhà phong thủy học cho rằng trong số 12 con giáp, có 5 con giáp vốn dĩ thông minh, lanh lợi, nhưng tuổi thiếu niên vẫn chưa gặp được vận may nên không thể thành công. Sau 35 tuổi, 5 con giáp này mở cửa trước là gặp thần tài, mở cửa sau là gặp quý nhân. Cuộc sống từ độ tuổi này trở về sau sung túc an yên, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt, những con giáp này càng lớn tuổi lại càng thu hút nhiều tài lộc, hậu vận an nhàn hưởng phước. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Sa Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông tin mới nhất. Đầu tiên là tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ là con giáp yêu thích cuộc sống tự do, hoang dã để được hòa mình vào với thiên nhiên. Những người tuổi Ngọ vì thế mà rất năng động, nhiệt tình, thích những nơi đông người và đam mê khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống. Tuổi Ngọ thích những sự thay đổi trong cuộc sống, đó là lý do tại sao họ không bao giờ chịu đứng yên một chỗ. Người này năng động, nhiệt tình với công việc và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có thể một mình đảm nhận nhiều công việc mà không hề mệt mỏi. Người sinh năm Ngọ giỏi trong việc giao tiếp và được nhiều người yêu quý, kính trọng. Họ có óc thẩm mỹ cao, luôn biết cách phối hợp những bộ trang phục của mình sao cho sành điệu, đẹp mắt và hợp mốt nhất. Tuổi Ngọ cả thèm chóng chán, luôn bị thu hút bởi những thứ mới lạ. Bởi vậy, cuộc sống của họ thay đổi chỉ trong chớp mắt. Trong công việc, họ rất năng động và nhiệt tình. Tuổi Ngọ có thể đảm nhận nhiều công việc, nhiều vị trí khác nhau và năng suất lao động gấp nhiều lần với người khác. Nhưng họ thường làm theo việc trực giác và hứng thú. Khi công việc ấy khiến tuổi Ngọ cảm thấy nhàm chán, họ sẽ thay đổi và đi theo một luồng gió mới mẻ hơn. Trời sinh tuổi Ngọ là những người có ý chí vững mạnh, có nghị lực kiên cường, không bao giờ khuất phục trước số phận được an bài. Tuổi Ngọ dù không được sinh ra trong gia đình giàu sang, sung túc, nhưng họ hoàn toàn có khả năng tạo dựng cuộc sống viên mãn cho mình từ hai bàn tay trắng. Tử vi có nói, cuộc đời của tuổi Ngọ đến trễ hơn những người khác. Không phải vì họ không giỏi giang, mà vì họ là những người thích tự do, nên thời niên thiếu vẫn không chịu dừng chân ổn định. Nếu bạn tuổi Ngọ và năm nay 30 tuổi vẫn chưa có gì vững vàng thì cũng không cần phải lo sợ. Từ 40 tuổi trở đi, cuộc sống của tuổi Ngọ như bước sang một trang mới. Đây là thời điểm hoàng kim nhất của bạn. Bạn không những được gặp nhiều may mắn, thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp mà còn có khả năng làm giàu ở giai đoạn này. Sau 50 tuổi, việc tận hưởng cuộc sống vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay. Tuổi Thân. Những người tuổi Thân rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Họ luôn là người đem đến niềm vui, tiếng cười cho mọi người xung quanh nhờ vào sự hài hước của mình. Trong đám đông, tuổi Thân nổi bật, thu hút sự chú ý của mình bằng những câu chuyện cười thú vị và độc đáo. Mọi người yêu quý họ bởi sự thân thiện, cởi mở và hài hước. Tuổi Thân giỏi trong cách giao tiếp ứng xử và thuyết phục người khác. Bởi vậy họ rất thích kết bạn và gặp gỡ những mối quan hệ mới. Nơi họ đến phải là những nơi ồn ào, náo nhiệt, đông vui nhộn nhịp, chứ không phải là một địa điểm vắng vẻ, yên tĩnh và buồn chán. Cuộc sống năng động của họ luôn xoay quanh những điều thú vị, mới mẻ, không bao giờ nhàm chán. Tuổi Thân truyền cảm hứng, sức sống dồi dào mãnh liệt của mình cho những người xung quanh. Đa số những người tuổi Thân không được sinh ra trong gia đình giàu có sung túc,
nhưng họ hoàn toàn có thể tự tạo sự giàu có cho bản thân mình. Khi đối mặt với những khó khăn, tuổi Thân thường bình tĩnh nắm bắt lấy vấn đề và giải quyết mọi thứ trong khả năng của mình. Nhờ vậy mà cuộc đời, dù sóng gió thế nào thì họ vẫn vượt qua được. Tử vi học có nói, sau 35 tuổi, những người tuổi Thân sẽ đổi vận. Bất kể cuộc sống trước đó có nghèo khổ ra sao, thì sau giai đoạn này, mọi thứ sẽ bước lên một tầm cao mới. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân được thần tài và quý nhân chiếu cố hết mực. Nếu như không trở thành đại gia, thì ít nhất cũng là được phù hộ sở hữu nhiều tài sản có giá trị. Về hậu vận, những người tuổi Thân không phải sầu muộn quá nhiều về cuộc sống. Những gì họ kiếm được trong giai đoạn sau 35 tuổi cũng đủ để họ tận hưởng một cuộc đời viên mãn sau này. Quý vị thân mến, trong phần đầu của chương trình thì chúng tôi đã phân tích và lý giải tại sao mà hai con giáp tuổi Thân và tuổi Ngọ càng về già lại càng được hưởng phúc khí tài vận dồi dào, đại cát đại lợi. Điều này giống như một sự bù đắp cho tuổi trẻ của họ đã trải qua nhiều sóng gió phong ba, nhưng không nản chí mà vẫn kiên trì phấn đấu. Trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ tiếp ba con giáp cũng càng thiên về trung vận càng phát tài. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thứ ba là tuổi Hợi. Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy mà tuổi Hợi luôn được mọi người quý mến và tôn trọng. Tuổi Hợi là những người thật thà, ngay thẳng và rất tốt bụng. Họ dễ xúc động với những khó khăn, bất hạnh của người khác. Bởi vậy tuổi Hợi hay tham gia vào những hoạt động từ thiện để làm nhiều việc có ích cho xã hội. Vẻ bề ngoài của tuổi Hợi lúc nào cũng thanh thản, nhàn nhã, dường như không bao giờ vướng bận, buồn phiền bất kỳ điều gì. Họ hoàn toàn không phải là những kẻ lười biếng, chỉ biết hưởng thụ, mà đơn giản, tuổi Hợi luôn biết cách cân bằng, điều hòa cuộc sống của chính mình. Dù gặp phải những khó khăn trong cuộc sống, họ cũng không bao giờ la hét, làm ầm lên cho người khác biết, cũng không ỷ lại hay dựa dẫm vào ai. Những người này âm thầm giải quyết vấn đề của mình với sự ung dung và quả quyết. Có rất nhiều người cho rằng tuổi Hợi là con giáp được nhiều phúc đức trời cho, làm việc gì cũng gặp được may mắn và sớm sở hữu cuộc sống sung túc, viên mãn. Điều này không hoàn toàn đúng, bởi một số con giáp tuổi Hợi vì hoàn cảnh đưa đẩy mà đến tuổi 30 họ vẫn chưa tạo dựng được điều gì. Trời sinh tuổi Hợi vốn hiền lành nhân hậu, làm việc gì cũng vì người khác. Vì vậy, họ luôn được quý nhân phù trợ và giúp đỡ tận tình. Tử vi có nói, chỉ cần sống đúng với bản chất của mình thì đến năm 30 tuổi, nếu bạn chưa có gì thì cũng chẳng cần bận tâm mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời thì chắc chắn sẽ đến với tuổi Hợi vào năm 40. Thời điểm này, không những tuổi Hợi có sự nghiệp ổn định mà hôn nhân, tiền tài cũng bước lên một tầm cao mới. Từ 50 tuổi trở đi, vinh hoa phú quý chỉ trong tầm tay, việc cần làm cho tuổi Hợi là an nhàn tận hưởng tất cả. Muốn gì có đó, sống một cuộc sống mà nhiều người ngưỡng mộ. Tuổi Tuất. Tuổi Tuất là những người sống ngay thẳng, thật thà và tốt bụng. Họ không bao giờ vì tiền tài, vật chất, địa vị mà đánh mất đi giá trị, phẩm chất của con người mình. Dù làm việc gì, tuổi Tuất cũng nghĩ cho lợi ích của cộng đồng, tập thể. Người tuổi Tuất có tính cách kiên định, có lập trường và quan điểm của riêng mình, không dễ bị người khác thuyết phục. Điều đó đôi khi khiến tuổi Tuất trở thành một con người bảo thủ và trì trệ. Ngay từ khi còn nhỏ, tuổi Tuất đã có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định cho tương lai. Họ sớm trưởng thành và rời xa vòng tay của cha mẹ, tự lập với cuộc sống của chính mình. So với những con giáp khác, người tuổi Tuất trưởng thành sớm hơn, suy nghĩ già dặn hơn. Trên đường đi, nếu thấy người khác gặp khó khăn, tuổi Tuất nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Họ có tinh thần trượng nghĩa và luôn làm những việc có ích cho xã hội. Nhờ làm việc thiện, năng lực xuất chúng mà cuộc sống của họ ngoài 35 tuổi sẽ gặt hái được nhiều may mắn, hỷ sự bất ngờ liên miên. Chỉ cần họ nỗ lực, nắm bắt các cơ hội vàng mười, làm việc nỗ lực, ăn lộc lá sẽ tự gõ cửa vào nhà, thu nhập từ hài hòa, chuyển thành đột phá, bùng nổ. Nếu may mắn xuôi chiều, họ thậm chí còn có thể làm nên nghiệp lớn, ghi dựng mọi sự từ hai bàn tay trắng. Sự nghiệp thăng hoa, vượng vận đến mức ai cũng phải khen tị trầm trồ. Điều con giáp này cần chú ý là nên lưu tâm, hài hòa công việc và chuyện gia đình, cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đừng quá tham công tiếc việc, nên học cách tận hưởng cuộc sống và niềm vui, bình hòa để hưởng thụ những gì mà bản thân khổ công gây dựng.
Tuổi Sửu. Người tuổi Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích cá nhân. Trong cuộc sống, người này có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, tuổi Sửu có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lay chuyển bởi người khác. Vì vậy, khi đặt ra mục tiêu, họ sẽ kiên trì tới cùng. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sự chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng có thể làm được. Những người tuổi Sửu có lối sống rất thực tế, không mơ mộng hão huyền. Họ ghét những lời nói ngon ngọt, nịnh bợ người khác, thậm chí tránh xa những người mồm mép tép nhảy. Người này ít chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình ra bên ngoài, dù là với người thân mật. Bởi vậy, không ai biết những kế hoạch mà họ đang làm. Đa số tuổi Sửu không được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc, nên họ phải luôn cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để đạt được điều mà mình mong muốn. Thuở nhỏ, tuổi Sửu thường xuyên chịu nhiều vất vả, nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy cực khổ và luôn xem đó là niềm vui. Tuổi Sửu tâm niệm, càng học hỏi, càng cố gắng thì sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Trong số những con giáp, tuổi Sửu được Thượng Đế ưu ái và chiếu cố nhiều nhất. Sau 35 tuổi, cuộc sống của tuổi Sửu như bước qua giai đoạn mới thịnh vượng và thăng hoa. Từ tuổi này trở về sau, sự nghiệp của tuổi Sửu không những ổn định vững chắc mà tiền tài cũng dồi dào không ngừng. Hậu vận, tuổi Sửu chẳng cần phải lo nghĩ gì, chỉ cần mỗi ngày tận hưởng niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống sung túc, đầy đủ là được rồi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.